Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một số ít đồ linh tinh ha. Thực sự mình nói là đồ linh tinh thôi, tại vì đồ này thì nó sẽ phù hợp với một số người và không phù hợp. Nên anh em cứ xem có món gì phù hợp thì đừng có ngần ngại nhắn tin cho mình để chốt cái đơn hàng. Đó, thì mình muốn nói luôn là mình sẽ không ship COD ha, tại vì những cái hàng này mình nhập mới về nguyên lô nên là phí nó cao, để tránh cái rủi ro mà tiền cước hàng đi hàng về này kia không nhận hàng đó, thì mình sẽ nhận chuyển khoản ha, không ship code, ngoại trừ một số anh em nào rất là uy tín thì mình tin tưởng là mình ship COD cho anh em đó. Còn mà anh em nào mới mua lần đầu đừng bắt mình phải ship code, tại vì nhiều anh em sẽ nói với mình là cứ tin tưởng anh đi, thật sự là không đâu. Đó, chỉ những khách nào quen thôi, chứ còn bây giờ mình kêu anh em anh tin tưởng tôi đi, anh chuyện cho tôi 100 triệu, 200 triệu xài chơi đi, cái đó thì dĩ nhiên là nó không có, đúng không? Thì mình nói chuyện thực tế đó, thì anh em nào muốn ấy thì nhắn tin với mình mà mình nhận chuyển khoản, không nhận COD đó. Đó là để tránh cái trường hợp rủi ro cho mình, tại vì cái lô hàng nó cũng tới mấy trăm triệu nên mình sẽ bán lại ra ha. Rồi, và tất cả mọi thứ là anh em phải nghe kỹ, xem kỹ nha, đừng có ấy đến lúc nó mất lòng anh em mình lắm. Rồi, đầu tiên mã số 1 là cái chia hơi, cái này thì của Nitto nè, cái này là chia hơi. Thì đây là một cái thanh sắt nguyên khối, thì nó làm cái chia hơi, tổng chiều dài của nó sẽ là khoảng 19 cm đó. Thì cái này anh em cắm vào, và đây là anh em bắt con ốc vô tường hoặc vô cái dụng cụ gì đó, và đây nó sẽ chia ra được 3 hơi đó. Cái này là hoạt động bình thường nha anh em, không lỗi lầm, kính hơi mình đã test thử rất là ok rồi đó. Giá của cục này là 450 ngàn, tất cả các đầu ở đây là đầu của hãng Nitto của Nhật hết 100% nha anh em, không có đầu nào của Trung Quốc đó. Mặc dù nó hơi cũ xíu thôi, nó dính sơn nè, tại vì nó bằng sắt nên nó không có được đẹp đó. Cục này nặng khoảng tầm 1 kg ha, 3 đầu, từ anh em vô một đường hơi và anh em ra 3 đầu. Đó, cục này rất là nặng, giá là 450 ngàn. Rồi, tiếp theo mã số 2 là một cái kìm cắt gạch hoặc là kiến, cái này thì tùy anh em. Đây ha, cái kìm này là kìm hợp kim, kìm này của hãng gì ta, Hoshi Ren. Đây, mình sẽ mở ra đây, kìm này còn mới chưa sử dụng. Thì kìm này là để anh em bẻ gạch á, ví dụ như anh em muốn cắt á thì anh em sẽ cặp vào và anh em bẻ cắt. Ở đây thì anh em sẽ nhìn thấy phần lưỡi, nó là hai phần lưỡi riêng biệt. Cái phần này là phần hợp kim, hợp kim nha anh em, chứ không phải là thép thường. Anh em sẽ nhìn ở đây, anh sẽ biết nó tháp riêng đó, nó tháp riêng chứ không phải là hai lớp thép hay gì. Phần này hợp kim thì nó mới ấy kín được đó, nó không có kéo vào hết nha anh em, là anh em bập vào và anh em bóp cái ấy vào thì nó sẽ bẻ cái kiến nó đi đó. Cái kìm này còn rất là mới, chiều dài của nó là so, nói chung là còn mới nên mình cũng không biết diễn tả sao hết. Anh em vào đúng ngành nghề thì mua, chiều dài là 18 cm, còn nguyên hộp nguyên bịch ha, để tránh cái việc mất công anh em hỏi mình nó sao mình, nó không nhiều cái nó mình không biết được đâu đó, nên là anh em có hỏi mình cũng chịu, giá nó là 300 ngàn. Rồi, tiếp theo mã số 3 là một cái cờ lê của Trung Quốc. Mình nói luôn nha, là đây là cái cờ lê của Trung Quốc, thì mình nhập nguyên lô về đó, nó có dính một hai cái là của Trung Quốc, của hãng Emoka. Cái này thì nó có số 21 và 26, hai số rất là lớn, chưa qua sử dụng nha anh em, còn rất là mới đó. Cái này là của Trung Quốc, mình nói thẳng thừng luôn, của Trung Quốc. Thì tổng chiều dài của nó là 33 cm, thì cái này có giá là 120 ngàn. Giá là 120 ngàn, anh em nào mà vào việc thì anh em mua nha, anh em nào vào việc anh em mua, anh em xài cái này thì nó sẽ đỡ, nói chung mà đập phá này kia nó ok hết, không có tiếc. Như là anh em mua hàng nhật xịn thì xài ví dụ như này kia nó sẽ rất là tiếc. Cái này là số 21 và 26 đó, của Trung Quốc nè, mình có ghi ở đây để nhiều anh em không nghe kịp á đó. Anh em nào làm máy này kia muốn ấy vào để gõ này kia thì anh em có thể sử dụng cái này, giá rẻ bèo đó. Rồi, tiếp theo mã số 4, giá 700 ngàn. Đây là một cái con tời chưa qua sử dụng nha anh em, con này tải được 400 kg. Đây, mình sẽ xé bịch ra luôn để cho anh em, đây nó là, đây nó có cái catalog của nó nữa. Đây thì con này nó đang ở cái số 0 nha,
đó là nó sẽ tải được 400kg nha anh em. Con này của hãng MCC, con này của Nhật. Đây, nó đang ở cái số 0 là ở đây nó sẽ từng nấc 0, 1, 2, 3. Đó, thì ở đây là số ký tải trọng của nó. Còn đây là phi của cái cọng cáp. Thì cái cây của mình đang ở cái vị trí số 0. Đó, đây ha, cây của mình đang ở vị trí số 0 nên giá của nó lên nên là nó sẽ là được 400kg. Đó, hàng này mới nguyên chưa sử dụng. Để mình đo cái đây, khi mà anh em muốn móc vào anh em treo á thì anh em sẽ móc qua cái hướng như vậy nha anh em. Đó, và anh em sẽ treo vào được. Đó, như vậy. Đây là con tời tay. Để mình coi coi cái chiều cái ấy của nó được bao nhiêu. Để mình chưa mở cái này ra bao giờ. Để mình cũng chưa biết nó là dài bao nhiêu nữa. Cái này chắc được 1 mét quá. Khoảng 1 mét nha anh em. Để mình coi lại coi, hình như là 1 mét á, tại nãy mình chưa nghiên cứu. Đây rồi. Khi mà anh em treo lên nè. Đây đúng rồi, nó khoảng 1 mét nha anh em. 1 mét. Đúng luôn, chính xác 1 mét. Thì cái này nó là chưa sử dụng. Đó, bây giờ mình sẽ tời nó lên coi. Đây, mình sẽ xoay nó vào. Nha. Mình sẽ xoay nó vào. Tại vì thực sự cái này thì nó cũng không có đúng cái ngành nghề của mình lắm. Đó. Đó, con này là mới nguyên chưa sử dụng. Tời tay dài 1 mét. Giá là 700 ngàn, nặng khoảng 3 ký mấy á. 2 ký mấy 3 ký. Nha, cái này những cái này là mình bóc bịch trước mặt anh em. Nên là khi mà gửi lại cho anh em nó sẽ không còn bịch nữa. Ha. Đó, rồi. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một cái bộ đồ nghề sửa xe đạp. Ở đây là 18BC, là 18 cái dụng cụ á. Đây. Thì ở trong này nó gồm một cái bộ này, bộ làm xe đạp nè. Đó, nên là anh em nào thích vọc vạch này kia có nguyên một cái hộp keo vá luôn. Keo vá xe đạp. Anh em nào thích vọc vạch tự tìm hiểu ở nhà thì anh em có thể mua cái này. Nó gồm một cây kìm kìm gì ta? Cây kìm hai nấc nè. Đó, cái bộ này là giống như một cái bộ đồ theo xe nha anh em. Đó. Một bộ theo xe 14 nè. Nha. Đó, nó là một cái bộ theo xe để anh em sửa, nó gồm có cả tu vít nữa, tu vít hai đầu. Giá là 300. Anh em có thể thảy cốp xe làm này kia, xe đạp đó nha. Cái này thực sự nhìn nó không có được chất lượng cho lắm. Thì cái nào mình nói công tâm nó vậy thôi. Đây nó vẫn là của Nhật. Nhưng mà cái này nó ở hàng gọi là bình dân. Nên nó sẽ, anh em nhìn nó sẽ không có, nó y như đồ theo xe của hãng Việt Nam trang bị cho xe Honda. Anh em mua xe mới này kia Yamaha á, thì nó sẽ có những cái này. Đó, và trên mỗi này nó đều có khắc. Đó, anh em thấy không? Đó, đều có khắc. Đó. Nên là anh em nào mà thấy vào việc được thì mua, giá là 300. Tại vì hàng này hàng mới tinh rồi. Nhưng mà mình nói luôn thì nhìn nó không có được chất lượng bằng những cái thứ mà anh em mua riêng. Tại vì cái hàng này là hàng trang bị, giống như hãng nó trang bị cho vậy đó. Rồi, giá là 300 ngàn. Rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ở đây thì mình sẽ có khoảng 2, 4, 6, 7 con đồ. 7 con rồi. Đây, màu nó khác nhau. 7 cái con rọi anh em có thể nhìn ở đây. Một con là nặng 400g. Đây. 400g ha. Những con này rất là mới. Đó. Con này cũng 400g. Thì những cái con này là những con rọi nó giống như vậy nè. Anh em về, anh em nào mà làm mà bên ngành xây dựng hay thợ hồ, những con này dùng, anh em dùng để lấy tâm thì nó rất là chuẩn. Đây. Đó. Chưa qua sử dụng luôn. Mắc in xe băng ở đây luôn nha anh em. Đó, thì những con này anh em cục dây vào đây, anh em lòn dây qua đây. Những con này anh em lấy tâm như vậy. Đó, anh em nào làm bên xây ngành xây dựng đó nha. Đó, một con như vậy giá sẽ là 220 ngàn. Con nào cũng giống con nào, nó khác cái hộp thôi. Đó, những con như vậy thì giá nó sẽ là 220 ngàn. Con này hộp giấy, con này hộp kiến. Và con này nó có đủ màu. Một số màu xanh vàng. Nên là còn con nào mình sẽ ấy cho anh em nha.
mình sẽ giao ngẫu nhiên cho anh em, chứ anh em đừng lựa màu của mình. Ví dụ 7 người cùng lựa một màu đỏ, mình làm sao mình mua mình bán cho được 7 người, đúng không? Nên thật sự là anh em đừng làm khó mình. Chứ nhiều khi hết màu đỏ hoặc là hết màu cam này kia thì rất là phiền. Đó nên là anh em cứ chốt thôi, còn màu thì mình còn cái nào mình giao cái đó. Rồi tiếp theo mã số 789 là những cây kéo. Đây, mã số 7 là cây kéo, giá là 220.000. Những cây kéo này là những cây kéo của Nhật nha anh em. Cây này thì nó có đường kính kích thước là bao nhiêu ta? Đây, chiều dài là 25, đúng 25. Những cây kéo này các anh em sẽ thấy cái mỏ nó cong, mình thì không biết nó cắt cái gì, thực sự là không biết luôn. Anh em nào mà thấy đúng ngành nghề này kia thì mua. Đó, kéo này rất là bén, mình thì cũng chẳng cắt thử đâu, tại vì là nó bén ngót mà, cắt làm gì đâu. Đó, tại vì đây là kéo mới chứ không phải là hàng bãi, nên là mình cũng làm biến thử. Nhiều khi anh em mình quen bán đồ bãi thử, bây giờ bán đồ mới nhập về thì không thử thì nó cũng, anh em sẽ không biết nó ngọt thế nào, nhưng mà nó rất là ngọt. Đây, hàng của Nhật, hàng thủ công của Nhật ha. Đó, mộc chuyện này kia, nguyên tem nguyên bao bì. Thì giá của nó là 220.000 một cây. Giá là 220.000 một cây. Đây mình có 1 2 3 4 5 cây. 5 cây là một hộp của nó luôn nha anh em. Một kéo số 7, anh em chịu khó coi kỹ từng cây kéo nha, tại vì nhiều quá bạn thân bản chất của mình cũng không nhớ nổi. Rồi tiếp theo mã số 8 cũng là một cây kéo của Nhật luôn, nhưng mà cây này thì không có tem, nó chỉ có mạc ở đây, có chữ ở đây thôi. Cây này là kéo thẳng, mỗi lưỡi nó là lưỡi thẳng. Đó, chiều dài tổng của nó là 22. Rồi, 22 nha. Cây này là lưỡi cắt thẳng nha anh em. Tất cả kéo này mình bán đều là kéo rất là mới, nên là anh em cứ yên tâm, anh em mua về anh em sử dụng thôi. Quan trọng anh em cắt cái gì cho nó đúng cái ngành nghề, cắt cây, cắt lá, cắt gì tùy. Đó, nghe tiếng thép rất là ok nha anh em. Kéo này bén lắm, bén hơn kéo Việt Nam rất là nhiều. Anh em dùng để cắt tôn cũng được, nhưng mà cắt tôn thì cái thế nó hơi khó. Rồi, giá của nó là 250, cây này thì 250. Rồi, tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì chiều dài là 240mm của Nhật hết nha. Cái nào anh em coi kỹ thì của Nhật mình nói của Nhật, của Trung Quốc mình nói Trung Quốc. Đó là mình khẳng định luôn, chứ mình không có sợ gì, chứ mất công bán hàng nhái, hàng trộn mà anh em nhận được nó lại không ưng ý. Mình thì cái gì nó cũng rõ ràng. Đó, mình mua hàng của người ta cũng vậy thôi. Mình bản thân mình bị lừa rất là nhiều nha. Mình năm 2016 mình từng chơi đồ nghề, và năm đầu tiên mới chơi đó là đã mua một cái bộ tiếp hàng Đài Loan giá Mỹ, thì anh em biết là mất hết bao nhiêu tiền rồi, rất là nhiều chứ không phải là một. Nên là bây giờ mình cũng sẽ, mình ghét cái cảm giác đó lắm, nên là mình muốn bỏ cái cảm giác đó đi, nên là mình rất là rõ ràng trong cái vụ hàng hóa này. Rồi, đây này của Nhật, cây này thì nó cũng là lưỡi cong. Đó, lưỡi cong, cây này cũng mọc không biết này kia là đầy đủ nha. Cây này dài 240. Cây này thì mình không biết nó cắt cái gì, nhưng mà nó, đó, nhưng mà nó cong. À, nó cong. Cây này giá là 250.000 luôn nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo tới nơi là cây số 10. Tiếp theo mã số 10 là một cây búa nặng 1,1 kg, nặng ký 2 á. Đây, 1,1 kg là đầu búa, 1,2 kg. Cây búa này thì mình xin khẳng định nó là của Nhật. Nhưng mà tại sao? Thì đây là một cái thương hiệu của Nhật nè. Đây là hiệu Mitsuki, cây búa đinh thì nó lại đóng là Made in Japan. Đây. Đó, anh em thấy không? Cùng hiệu, cùng tem. Đó, thì nó lại đi một cây nó đóng, một cây không đóng thì mình cũng bó tay. Đó, thì cây này là nặng 1,2 kg, hiệu Mitsuki, giá là 300.000 nha anh em, mới chưa sử dụng nè, đầu bát giác nè. Đó, nó còn phủ lớp keo nữa, nên là anh em về anh em đóng nó ra thì nó sẽ mất cái lớp phủ nha anh em. Đó, rất là đẹp, mới tinh, nặng một tổng cả cán nữa là 1,2 kg, dài 30 cm. Đó,
anh em về anh em dùng cái vít đóng là vừa sức luôn, giá là 300. Rồi tiếp theo mã số 11 là một cây búa nhổ đinh cỡ nhỏ. Cây này thì có giá là 200.000. Bóc luôn đi. Cây này thì mình chỉ biết nó của Nhật thôi, chứ còn hiệu nào thì mình không biết. Đó. Đây, ngang là 24. Đó, còn chiều dài của nó tổng nè là 30. Thì đây là một đầu nhổ đinh. Một đầu này đầu đóng. Nói chung là chốt này kia nói chung còn rất là mới nha anh em. Rất là mới. Hàng này là chưa qua sử dụng. Rồi, tiếp theo mã số 12 là cây búa đinh dài hơn, lớn hơn của Nhật. Cây này thì cũng của Nhật, mắc in da băng thì nó lại đóng ở đây. Còn cây kia lại không đóng, hiệu Mickey luôn nè, nó giống với cây búa số 10. Đó. Cây này thì dán tem nhiều. Đó rất là mới, anh em nhìn thấy vết gỗ đóng này kia. Cây này thì dài hơn, dài khoảng 40 á. Đúng rồi, dài 40. 39. Cây này giá là 350.000. Anh em cầm anh em đóng và nhổ đinh. Cây này xử lý thô rất là tốt. Rồi, tiếp theo mã số 13. Giá 250.000. Đây là một cây kéo, để mình đo cái chiều dài coi, kéo cắt đa năng. Đây, chiều dài là 22 cm. 22 cm. Nó cắt được tùm lum hết nha, tại vì ở đây nè. Nó để là nó cắt cái gì, cắt bánh xe, cắt giấy, cắt hoa, cắt quả, cắt kẽm, cắt tôn, cắt được tôn luôn nha. Đó, rất là mới. Đây. Nói chung thì mới tinh là nên mình không cần phải thử nữa. Trên lưỡi kéo nó có răng cưa, cắt rất là bén. Đó. Ngọt liệm luôn. Đây là một cái kéo đa năng, anh em muốn cắt gì mình cắt, giá là 250.000. Rồi, tiếp theo mã số 14. Mã số 14 ở đây là một cây gì ta? Cây mỏ lết lobster kèm theo dao. Cây này là mới tinh, chưa sử dụng 100%, chưa sử dụng tại Việt Nam. Đây mình sẽ kéo ra. Cây này có chiều dài là 8 inch. Cây này mà anh em bỏ cốp xe hay treo chân ở nhà cũng rất là ok. Đó, cây này 8 inch, nó có kèm theo một cái lưỡi dao rọc giấy cho anh em luôn. Đó, lưỡi dao của hãng Opla Alpha nè, Hooter. Đó, nhưng mà đây là hình con tôm rất là đẹp. Lưỡi mini thôi. Anh em thấy không? Rồi. Đây là cây mỏ lết mới chưa sử dụng. Chưa sử dụng nha. Còn luôn cái vết keo của nhà sản xuất ở đây. Thì ở đây thì bên ngoài nó sẽ bọc nhựa. Bọc nhựa. Để khi mà anh em thao tác nó sẽ đỡ bị cứng tay hoặc là dơ này kia. Thì mình xin nói trước luôn, hàng mới thì lúc nào nó cũng mắc. Nó bản thân chủ bãi nó bán á, hoặc là nhập mới về anh em ra bãi, hàng mới giá lúc nào nó cũng sẽ cao hơn, còn nhập về thì phí vận chuyển này kia rất là cao. Đó, rồi giá của nó là 350.000 cho một cây này. 350.000 cho cây này, hàng nguyên siêu chưa sử dụng. Rồi, tiếp theo mã số 15, đây là hai cục đá mài dành cho các anh em nào mà mài đục mài dao nè. Đây, đầu tiên là cái cục này đi. Cục này là cục kinh, độ mịn là 1200 nè. Cái cục này thì mình rất là hay bán cái kiểu này. Đây là nó sẽ mài được đục dỗ, lưỡi cưa, lưỡi bào, dao kéo gì, nói chung anh em muốn mài gì anh em mài móng tay cũng được. Đó, cái này là màu nâu thì mình vẫn hay bán đâu. Nhiều cục đá mài nó màu nâu như vậy là mình biết cái độ mịn nó khoảng tầm 1800, 1200 gì đó. Thì cục này nó để là 1200 độ mịn. Kích thước của nó là ở đây. Đâu rồi? Kích thước ở đây. Dài 207, ngang là 66 và cao là 34 nha anh em. Nè, mình đọc lại. Dài 207, ngang mặt ngang là 66mm và cao là cao 34. Rất là mới, chưa qua sử dụng. Đây. Đó. Mắc in da băng đàng hoàng nha anh em, chứ không có phải hàng tào lao. Đó. Đây, kinh Tool Deluxe. Rồi, rất là đẹp, chưa qua sử dụng. Thì đi kèm với nó là một cái cục đá kim cương. Đây, đá kim cương. Cục này
nó có cái đế luôn. Cục này thì nó có hai mặt độ mịn, một mặt là 300, mặt 1000. Cục này là đá kim cương nha. Đó, nó cũng dành để mài đục hoặc là phá đá mài đây. Đây. Đó, cục này là mặt kim cương nha anh em, để mình mở ra. Đây nó có cái đế mài rất là hay. Đó. Đó, cục này một mặt nè, mặt này là 300. Mặt này là 1000. Đó. Anh em lật mặt nào lên thì anh em sẽ để như vậy. Cái cục này là cục để anh em mài mịn kim cương á. Đó, chưa qua sử dụng luôn nha. Cái này là dính dơ. Dính dơ do tay của mình cầm vào thôi. Thì khi đi kèm với đó, khi mà anh em á không xài cục đó, anh em có thể xài cục cục này nè. Ví dụ như mình bán một cặp là sao, là có được cái chân đế cho anh em. Khi mà anh em không xài cục đó, anh em muốn xài cục này thì anh em đặt nó lên và anh em siết cái này lại, thì cái chân đế này nó sẽ giúp cho anh em là xài được hai cục đá mài hoặc là tất cả các cục đá mài khác nhau. Anh em đặt lên và anh em sử dụng nó như một cái cữ ở dưới để anh em xài. Đây. Đó, và anh em sẽ mài trên cái mặt này nha, thì cái cữ của nó giữ để không có bị chạy viên đá. Đó, thì cặp này mình bán giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu nha anh em. Đó, thì anh em xem đi, có cái món nào thì anh em liên hệ mình để đặt hàng ha. Đó, thì đợt này về cái đồ nó cũng tào lao thôi, nhưng mà được cái nó mới. Đó, thì nó sẽ phù hợp với một số và không. Thì nhiều anh em so cho nó là đồ lao tào lao thì mình cũng cho nó là như vậy. Rồi, nhưng mà cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video clip tiếp theo.